có Su Huynh Thiện Nghĩa với chú anh chị. Có Su Huynh Thiện Nghĩa đến chiến tổ đình với chú anh chị. Thì Su Huynh Thiện Nghĩa rất là nổi tiếng với chuyện bên thầy. Chào quý cô chú anh chị và bạn đã quay trở lại trong video mới ngày hôm nay của em. Thì trong video mới ngày hôm nay của em sẽ chia sẻ tình hình quan cảnh lễ dỗ lần thứ 57 của Đức Bà, thân mẫu của Đức Thầy. Thì em đã có mặt tại tổ đình Phật giáo Hảo, nơi đây là thánh địa Hòa Hảo quý cô chú anh chị. Đây là nơi thân phụ và thân mẫu của Đức Quỳnh giáo chủ, và đây cũng là nơi sinh ra một vị giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay các cô chú tới đây rất là đông để vừa tham dự lễ dỗ của Đức Bà lần thứ 57. Thầy sư, về công tác lễ dỗ như thế nào thì sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng đồng hành cùng em và bước chân vào bên trong của tổ đình để xem hoàn cảnh diễn ra lễ dỗ như thế nào. Thì phía trước của tổ đình có điểm giữ xe nè quý cô chú anh chị. Thì trong video ngày hôm qua em đã có chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về công tác gói bánh tại tổ đình, cũng như là các cô chú đến đây làm công quả để phục vụ cho lễ dỗ lần thứ 57 của Đức Bà. Rồi thật sự như thế nào thì em xin mời quý chú anh chị và bạn đồng hành cùng em vào bên trong. Em xin mời.
À, có đoàn đang bánh tét chân cúng cố định với chúng chị đang sắp lên mâm để bưng vô cúng. Có phải đoạn khúc đường với chú chị? Có chị Ngọc Quang nè, quý cô chú anh chị. Phải, Ngọc Quang á. Trời, có chú Quỳnh Thị Nghĩa quý cô chú anh chị. Có chú Quỳnh Thị Nghĩa đến viếng tổ đình quý cô chú anh chị. Thì sư huynh Thầy Nghĩa rất là nổi tiếng với chuyện bên thầy. Bên hông của tổ đình quý chú bước vô thì có hồ đại nước quý chú anh chị cà phê chai đường. Uống xong thì các cô gửi đi với cái chị, còn cái kia là nồi nước sôi để pha trà pha cà phê. Buổi sáng thì cũng hơi đông đông với chú, là chiều nay với ngày mai thì đông hơn nữa với chú anh chị. Đây là những thùng pha cà phê với chú anh chị. Sáng các cô đang thọ thực với chú anh chị rất là đông. Hôm nay các cô chú tới đây để làm công quả tiếp nào với chú anh chị, quá đông luôn quý cô chú anh chị ơi. Thank you.
Còn đây thì các cô đang rửa rau và rửa chén quý chú anh chị. Những hàng tấn rau củ quả này quý cô chú anh chị thấy nè. Thì chẳng những đãi bên đây quý ông chú anh chị mà còn bên phần ở chỗ nơi trưng bày ga nước ong cũng có tiếp đãi thế nào quý ông chú chị. Con gái ngồi chờ đi ha. Cái chị ở đâu làm? Đi kinh. Đi kinh nữa. À. Bên đây thì các cô đang bào rau muống với chúng tôi. Số lượng giờ này cũng hơi đông rồi với cô chú anh chị. Các cô chú đang tới đây để dự lễ dỗ của Đức Bà, ngày đông rồi. Còn bên đây là chỗ làm ba gọi với chú anh chị. Thì trong ngày qua em có chia sẻ đó, ba gọi gồm có bánh mì dưới sườn non, rồi khuấy bột với chú anh chị, rồi sau đó để vô khuôn, nhúng vô như vậy nè, để vô khuôn đó, như chú ổng đang làm, rồi chờ kết dính lại. Thank you.
Còn bên kia bên trong thì đang xúc cơm để vô thúng dê của chú anh chị mừng đi đẩy cho quý cô chú anh chị ở xa. Xong kết chính để vô khuôn kết chính thì cô đang cắt ra quý cô chú anh chị cắt ra. Lý của nó thiên á, thiên rồi. Đây là sấy xả luôn đúng không chị? Rồi sau đó chọn cái đều, bên kia là cắt xả cho nhỉ. Thì trong những video trước thì em có chia sẻ các cô cắt ruột xả để sấy. Cái này là cho với cô chú anh chị mang về luôn. Qua cô có chia sẻ là trộn gỏi với hành. Đây là gỏi gồm có cà gót đủ thứ hết với chú anh chị. Gỏi này rất là ngon, em có thử dùng cơm buổi sáng này nè, đầy đủ hương vị luôn. Đây là những hương vị nè quý chú chị, quá thơm. Rồi cải, bắp chuối, rồi điên điển. Đây là những hương vị mà để cho thành phần để trộn gỏi nè. Còn các cô ở đây là sắc gọt những thành phần đó, như gồm có bắp cải, rồi cà gót, rồi xoài, rau muống gì tầm lum hết quá chú chị. Để tiến hành trộn gỏi, các cô đang thực hiện các công tác đó. Là đơn vị đẩy mía thì những video ngày hôm qua em có chia sẻ cho quý chú anh chị đó, thì nơi đây cho những ly đá mía rất là tươi. Đây là đá xay, chú xúc vô rồi sau đó cô gót mía, không mía vô. Còn bên kia thì đang ép mía ra. Đây là thành phẩm nước mía này, nước mía nguyên chất. Dạ. Đi chùa. Học qua như thế nào? Qua đây học qua Hãy
Ăn đi. Cơm cơm. Chuồn. Dạ. Dạ. Dạ chào cô Cơ Tư. Dạ. Chào. Thì đa số các cô đến viếng lễ chỗ của Đức Bà, xong rồi dùng thọ thực tại giới tổ đình, tại tổ đình của chú chị, xong rồi thì các cô chú đi ra phần mộ của Đức Ông Đức Bà để thăm viếng lại phần mộ ứng viếng của tín ngưỡng của bà con đối với Đức Ông Đức Bà của chú anh chị. Thì lễ dỗ nào cũng vậy, thì đơn vị đá mía này được đăng ký tại chỗ này để tiếp đãi cho bà con trong những lần lễ dỗ và đại lễ luôn quý chú anh chị. À, để nói hữu nghĩa vừa thân huynh đó không nói mà trên đó không có ai đó. Dạ. 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 Mới về em. Dạ mới về. Rồi rồi chào anh chơi. Rồi sau đây em xin mời quý chú anh chị cùng đồng hành với em đi theo sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Quang. Thì sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Quang rất là nổi tiếng với chuyện bên thầy quý chú anh chị. Rồi sau đây em xin mời quý chú anh chị cùng sư tỷ Ngọc Quang và sư huynh Thiện Nghĩa vào viếng phần mộ của Đức Ông Đức Bà quý chú anh chị. Em xin mời ạ. Các cô chú đang ở trong phòng mộ của Đức Ông Đức Bà diễn xong rồi đi ra với chú anh chị. Phía sau đây là dành cho các cô chú ở xa đến đây viếng lễ của Đức Bà sẽ nghỉ qua đêm tại đây.
Đây chị Gia La này, kính ta. Chưa không thấy bỏ ủ. Nhẹ như vậy. Nằm nước không? Nó vô được ơi. Nước mà. Uống gì uống? Ừ. Ờ, uống đàng hoàng không có đồ thai đâu. Đồ thai không? Nước nhẹ trơn rồi. Nước gì dữ hại. Ngủ cái đám quần không? Không đâu. Thì bên trong đó là phần mộ của đức ông đức bà với chú anh chị. Vô. Quỳnh như nào? Em ở Gò Công, Tiền Giang. À, Tiền Giang hả? À. Hay quá vậy. Tiền Giang mà đi qua đây cũng quý quá ha. Gò Công, đừng lúc ở dưới Gò Công dừng tới chùm lát nữa. À, Gò Công. Chào, xin chào quý vị đồng đạo. Chào. Đây là sư huynh Thiện Nghĩa, còn đó sư tỷ Ngọc Quang. Dạ. Dạ, Nghĩa. Dạ. Ngọc Quang sắm đọc sắm giảng đồ đó. Dạ. Dạ Ngọc Quang á, chị sư tỷ Ngọc Quang á. Lên hình đọc đi. Sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Quan rất là được người dân miền Tây mến mộ với chú anh chị, nhất là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì hai anh chị nổi tiếng với là sấm giảng thi văn giáo lý của thầy và mẫu chuyện bên thầy. Thì mẫu chuyện bên thầy thì sư huynh Thiện Nghĩa có đọc chung với Thanh Kim Huệ nữa quý anh chị. Đây các cô chú rất bất ngờ trước khi nhìn thấy sư huynh Thiện Nghĩa. Vì sư huynh Thiện Nghĩa lên hình và ngoài đời rất là khác biệt như quý ông chú anh chị. Sắp tới có nhiều chương trình mới. Tới có nhiều chương trình mới. Các bạn đi chứ vô luôn đó. Một bài chúc giảng thì nhân đây bất ngờ Thiện Nghĩa và Ngọc Quang xin thành lòng diễn âm lại bài nghĩa vị nguyện ca để tặng đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Lôi thôi quá chậm trong đường thăng
khó qua nếu gặp xa. Một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chỉ chi hỡi đâu là sau dân sự sự xa vời, rồng tiên mở mắt nhìn thấy phu hiệp mặt tới thầy sẽ hay quá, lâu quá. Các cô chú, anh chị cũng mộ của đức ông đức bà xong trở với chương trình thì có cả về cả ở lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nãy thì xây cái đá bây giờ đem vô nè quý chú anh chị. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì sáng giờ em được gặp sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Ngoan tới viếng lễ dỗ của Đức Bà lần thứ 57. Thì sau thời gian hai huynh Nghĩa và sư tỷ Ngọc Ngoan đã đọc lại những sấm giảng của Đức Thầy. Bây giờ thì sư huynh Nghĩa và sư tỷ Ngọc Ngoan đang thọ thực tại tổ đình đây quý cô chú anh chị. Thì số lượng khách hành hương tới tổ đình trong buổi trưa hôm nay cũng khá là đông, như quý cô chú anh chị đã thấy trong video của em. Dạ rồi, video của em chia sẻ về lễ dỗ của Đức Bà lần thứ 57 đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý cô chú anh chị và bạn. Xin hẹn gặp lại quý chú anh chị và bạn ở những video lễ hội tiếp theo. Đặc biệt em xin mời quý cô chú anh chị và bạn đón xem video lễ hội lần thứ 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo khai sáng đạo quý cô chú anh chị. Và công tác chuẩn bị xe hoa của các xã thị trấn, em xin mời quý cô chú anh chị cùng đón xem và theo dõi. Nếu thấy video đó em hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực chia sẻ những video lễ hội tiếp theo. Em xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị ạ. À. Sư huynh Thiện Nghĩa đang đi ra với chú anh chị đang về. Ô chào sư huynh. Dạ. Sư huynh Thiện Nghĩa bắt đầu hành trình là đến An Hòa Tự với chú anh chị. Sau đây em xin mời quý chú anh chị đồng hành cùng sư huynh Thiện Nghĩa đến An Hòa Tự. Dạ, sớm giờ thì sư huynh Thiện Nghĩa đang viếng tổ đình này quý cô chú anh chị. Thì sau đây em xin mời quý cô chú anh chị về chùa An Hòa Tự cùng với sư huynh Thiện Nghĩa. Dạ. Dạ em kính chào quý cô chú anh chị. Thì vừa rồi em có chia sẻ lễ hội từ tổ đình thánh địa Hòa Hảo quý cô chú anh chị, lễ dỗ của Đức Bà, thân sinh của thân mẫu của Đức Thầy chúng ta. Vô tình hôm nay hữu duyên em được gặp sư huynh Thiện Nghĩa. Thì hiện tại thì sư huynh Thiện Nghĩa đang tới chùa An Hòa Tự để kính lễ các ngôi thờ trong chùa An Hòa Tự của chú anh chị. Thì thực hư như thế nào thì em xin mời quý cô chú anh chị và bạn đồng hành cùng em vào bên trong để kính lễ các ngôi thờ tại chùa An Hòa Tự ạ. Em xin mời. Thì hiện tại thì trời đang đổ mưa quý cô chú anh chị. Giờ này thì chùa An Hòa Tự các cô chú đi lễ bà xong thì tới chùa An Hòa Tự để cúng
quý cô chú anh chị. Sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Hoan đang kính lễ Đức Phật A Di Đà. Đây là quang cảnh vào ngày 25 với cô chú anh chị, ngày lễ giỗ của Đức Bà, thân mẫu của Đức Quỳnh Giáo Chủ, lần thứ 57 thì tại chùa An Hòa Tự thì các cô chú đi hành hương cúng Đức Bà xong thì về chùa An Hòa Tự để viếng các ngôi thờ. Thì đồng hành cùng với sư huynh Thiện Nghĩa và sư tỷ Ngọc Mang thì có đồng nghiệp, đó là kênh YouTube Vũ Hòa Hảo. Quý cô chú anh chị, dạ thì vừa rồi em có chia sẻ về quang cảnh của tổ đình lễ giỗ của Đức Bà lần thứ 57 với cô chú anh chị, và em cũng có tới đây tới chùa An Hòa Tự để chia sẻ về quang cảnh các cô cúng viếng chùa nhân ngày lễ giỗ của Đức Bà lần thứ 57. Thì em có gặp sư huynh Thiện Nghĩa, sư huynh Thiện Nghĩa cũng có chia sẻ về sư Minh Tệ và một chút với cô chú anh chị. Và trong ngày hôm nay thì sư huynh Nghĩa có cúng tổ đình để viếng Đức Bà nhân dịp lễ giỗ lần thứ 57, và sư huynh Thiện Nghĩa có tới chùa An Hòa Tự để cúng các ngôi thờ trong chùa An Hòa Tự. Thì video của em đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn ở những video lễ hội tiếp theo, và quý cô chú anh chị và bạn
Trước khi gờ đi cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực chia sẻ ra những video hay và hấp dẫn hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa thì sắp tới đại lễ 18 tháng 5 và công tác chuẩn bị xe hoa, em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng theo dõi ạ. Và em xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video về công tác làm xe hoa của các xã thị trấn.